Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, chuyên mục Những câu chuyện đẹp của chương trình truyền hình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu đến cho tất cả quý vị rất nhiều những tấm gương vượt khó cũng như là cống hiến cho xã hội. Và trong chương trình ngày hôm nay, ban biên tập tiếp tục giới thiệu đến cho tất cả quý vị một tấm gương cán bộ đoàn với tình thương dành cho các thanh thiếu nhi lang thang cơ nhỡ, kém may mắn trên địa bàn phường 13 quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Đó chính là Gia Trác Hưng, bí thư chi đoàn Lân Long Di Đường. Theo chân các thành viên trong đội Lân Long Nhi Đường đến tận nhà các cụ già neo đơn trên địa bàn phường 13 quận 8 để gửi phần cơm trưa do chính các bạn nấu. Nhưng ít ai nghĩ rằng các bạn nhỏ chỉ 13 đến 15 tuổi này đa phần là mồ côi, lang thang kiếm sống và tự lập. Và người dìu dắt chỉ dạy các em biết chia sẻ yêu thương, biết làm người tốt không phải là những người cha người mẹ của các em, mà chính là chàng cán bộ đoàn Gia Trác Hưng, bí thư chi đoàn Lân Long Nhi Đường Gia Trác Hưng. Cuộc sống trước đây của tôi thì quá là cơ cực, nó thực sự là rất là cơ cực. Từ lúc nhỏ thì đã 5-10 tuổi là đã phải nghỉ học, đã dừng bỏ cuộc học, rồi đã ra đời kiếm sống mưu sinh. Thì vẫn có đi làm nhiều việc ở bên ngoài, chẳng hạn như là bưng bê, bán hủ tiếu, bưng cà phê. Và ngoài ra thì cũng có bán vé số. Rồi đó khi cũng đi bán giấy giò, lụm giấy chai, nhiều thứ. Thì sau này khi lớn lên thì có cơ hội, có được cơ hội tốt. Thì tôi thấy những cái hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ nó cơ cực giống như tôi. Thì tôi thấy tụi nó lang thang trên địa bàn phường, rồi sống không có mục đích cho bản thân. Thì nhìn mấy đứa nhỏ mà nhớ lại cái hoàn cảnh của tôi từ lúc nhỏ như mấy đứa. Thì bắt đầu tôi mới lấy cái nghề của múa lân, dụ dỗ các em tham gia vào múa lân. Rồi từ đó giúp cho các em vượt khó và giúp cho các em có được cái đam mê và cho các em có một cái tương lai sáng ở xã hội. Thì ngoài cái việc mà chăm lo cho các em như vậy, thì tôi còn khuyến khích cho các em phải đi học để cho các em có con chữ, rồi để sau này ra đời sống không thua thiệt với người ta. Thì chính từ ý nghĩa đó rồi nên tôi mới thành lập ra một đội Lân. Rồi ngày một phát triển thì các em càng ngày lớn dần lớn lên, thì có mấy anh lớn thì bắt đầu chăm lo lại cho các em nhỏ, các anh lớn thì đi làm cho là các em nhỏ, còn nghĩa vụ của các em nhỏ thì phải đi học lo cho bản thân mình. Tiếng trống rộn ràng nổi lên, lúc này các bạn nhỏ như trở thành những nghệ sĩ múa lân chuyên nghiệp, người cầm đầu lân, người cầm đuôi lân phối hợp rất nhịp nhàng. Được thành lập từ tháng 10 2010, lúc đầu chỉ 10 thành viên do Hưng là trưởng đoàn. Đến nay, đội Lân đã có hơn 40 thành viên. Điều đặc biệt của đội Lân là 40 thành viên thì có tới 36 bạn là mồ côi cha hoặc mẹ. Có bạn mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia đình nghèo. Đội Lân chính là mái nhà thứ hai và là nơi để các bạn thể hiện đam mê nghệ thuật lân sư rồng. Có nhiều thành viên xin gia nhập vào đội Lân. Thì tôi nhớ thì ban đầu về thì các em thì đôi khi cũng chưa có ngoan lắm và đôi khi thì cũng có chưa có phải là biết nghe lời lắm. Rồi tôi phải dùng tình thương của mình, tình cảm của mình như là một người anh ruột đối với các em. Thì khi các em cảm nhận ra được mình có một ngôi gia đình thứ hai mới của mình và mình cảm nhận như mình có đi một người anh trong gia đình của mình, thì các em thấy từ đó là các em thấy cảm động, rồi các em thấy là mình có như một người anh trong gia đình thứ hai, rồi từ đó các em mới thấm nhuần được và xem tôi như là người anh ruột, và các em đã biết nghe lời và từ từ dạy dỗ các em là biết ngoan và ăn hẳn ra. Thì ở đây có một em, có vài em như em Lê Đình Tâm, thì hoàn cảnh của em rất là khó khăn. Em phải sống lang thang cơ nhỡ trên địa bàn phường, ở trên địa bàn quận. Rồi
cha thì đã mất sớm, mẹ thì đã bỏ đi xa, thì em phải lang thang sống ở ngoài đường. Và khi mà tôi thấy được cái hoàn cảnh của em phải ngủ bờ ngủ bụi vậy, rồi nên tôi khuyên em và dẫn em về tới đại bản doanh của Đông Di Đường. Thì về tới đại bản doanh Đông Di Đường thì em ấy có được cái ăn, có được cái chỗ nghỉ, rồi có được cuộc sống mới. Rồi từ từ rồi em ấy cũng biết nghe lời và cũng đi phụ việc cho mọi người. Và nay thì cũng đang đi làm việc cho một cái cơ sở mà gọi là rửa xe thay nhớt cho người ta. Và các em đang có thêm một cái tương lai. Thì ngoài việc em Tâm ra thì có em thêm một em nữa là Trương Anh Cường. Thì Trương Anh Cường đây là một thành viên mà xin gia nhập vào đoàn từ lúc còn rất là nhỏ. Từ lúc mà ba em ấy, gia đình thì khó khăn, ba em ấy phải đi làm phụ hồ. Thì khi phụ hồ thì gặp một tai nạn. Một tai nạn mà của nghề. Và ba của em ấy đã mất đi. Thì lúc đó em đã mồ côi, thì không nơi nương tựa, thì đã gỡ gắm vào trong đội lưng Đông Di Đường và lo cho em ấy. Và tới nay thì em ấy đã được 13 tuổi và cũng là một thành viên mà cũng được gọi là lâu năm và cũng có kỹ thuật múa cũng khá là tốt. Và vẫn hiện nay đang đi học lại lớp 5 phổ cập. Sau những giờ làm việc học tập, tối nào đội cũng tập luyện. Đến giờ mỗi người mỗi việc, người vác trống, người khiêng chập chèn, người vác đồ lân ra khoảng sân trống dưới chân cầu Chà Và, quận 8 để tập luyện. Khởi đầu chỉ là những buổi tập luyện giản đơn để biểu diễn phục vụ bà con khu phố, rồi được lên phường lên quận biểu diễn. Cứ thế đội lân được mọi người giới thiệu đi biểu diễn khai trương động thổ. Và những ngày Tết, đội lân luôn rong ruổi tham gia biểu diễn tại các tụ điểm vui chơi. Vừa giữ vai trò là trưởng đoàn lân để dạy nghề cho các bạn nhỏ, vừa phải tìm kiếm nơi diễn để đảm bảo thu nhập lo cho cả đoàn, vừa lo cho các em có cuộc sống đầy đủ, vừa dạy cho các em cách sống và vun đắp ước mơ cho các em. Ngay trên tường phòng sinh hoạt chung được hương dán một tờ giấy nhỏ, những điều cần biết và phải làm, chữ tâm, chữ tính, chữ tình, tiết kiệm điện nước, làm đâu sạch đó, đứng dậy sạch luôn. Dù không có nơi ở ổn định, từng trú ngụ tại đình chùa rồi được về ngôi nhà rộng rãi này, nhưng mọi thành viên sống rất chan hòa, xem nhau như anh em một nhà. Ở trong thời gian vừa qua thì tôi thấy rằng làm rất hiệu quả. Nghĩa là riêng về Hưng thì có sự dẫn dắt các em nó là mang đặc tính đàn anh nhưng mà rất là thông hiểu. Thì thành ra là các em nó nghe lời rất là tốt. Thì cái buổi ban đầu chúng tôi chưa biết rõ, nhưng trong 3-4 năm vừa qua thì cái bằng chứng sự thật là các em nó ngoan. Ở trong thời gian vừa qua về đây tôi thấy các em ở rất là đông đó. Tại vì cái đội lân của Hưng là cũng trồm trèm gần 30 cháu. Mà tập trung các thành phần cơ nhở không, thành ra là nên là có một sự cũng như là hòa hợp được lắm, là khó lắm á, chứ không phải là bị mỗi một cậu là một, có một cậu là một gốc trời rồi, nhưng mà tập trung ở chung một mái nhà với sự mà điều động dẫn dắt của Hưng đã đạt được hiệu quả, cũng như cái đội lân Long Nhi Đường này ở tại phường 13 này. Để ổn định cuộc sống cả đội, Hưng đã chủ động đi liên hệ nhiều nơi để giúp các em bằng cách giới thiệu bạn lớn hết tuổi đến trường thì đi làm nghề rửa xe hoặc công nhân, còn bạn nhỏ vẫn được ưu tiên đi học. Bởi chỉ có đi học thì các bạn mới có một tương lai tươi sáng hơn. Ngoài việc tham gia đội lân ra thì ở đây đội lân cũng có tham gia các hoạt động công tác xã hội của đoàn phường tổ chức. Thì các em ở đây thì vào nhà sáng chủ nhật hàng tuần đã lên làm một chương trình là Chủ nhật xanh. Các em đều cùng với tôi đi quét dọn đường phố cho đường phố xanh sạch và đẹp, rồi đi lượm rác rồi gì ở các trên địa bàn phường, là xóa các bảng quảng cáo trên địa bàn phường ha. Rồi ngoài việc đó ra, hàng năm vào nhân dịp trung thu thì các em khi đi biểu diễn, khi mà nhận được cái phần thưởng của mình thì các em cũng trích ra một ít để chăm lo cho các em trong các mái ấm nhà mở. Thì các em có ý nghĩ rằng là mình đã bị mất mát, thì mình muốn chia sẻ cái nỗi đau mất mát mình cho những nỗi đau của mấy bạn mất mát hơn nữa.
thì các em đi đến các mái ấm nhà mở để chia sẻ những cái kinh nghiệm mà những cái gì mà mình học được múa lân, có được cái nghề, rồi mang được tiếng trống, tiếng lân, những con lân múa hòa nhịp với các em, giúp cho các em đó có một cái buổi mà Trung thu hay là Tết Nguyên đán hàng năm mà do đoàn tổ chức cho các em. Đó, rồi nhận thức ra được nhiều thứ. Khi đến thì các em nhận thức là mình đã thiếu đi tình thương cha mẹ, nhưng thực sự ra mình may mắn hơn các em là mình có được cái ngôi nhà thứ hai ở Long Nhi Đường. Còn những mấy em kia thì còn ở nhà mà ở mấy ấm này kia. Đó, thì các em cũng nhận thức ra từ đó mà các em rút biết thương yêu nhau hơn nữa và biết có sự đoàn kết với nhau hơn nữa. Và có nhiều em lớn lên rồi cũng nhớ lại những cái ký ức mà ngày xưa tôi đã dẫn cho các em đi đến những cái nơi đó, và các em đã cũng cùng tôi làm những cái việc thiện nguyện trở lại như hồi lúc mình còn nhỏ ở tại đại bản doanh của Long Nhi Đường. Vì các em không phải là chung huyết thống với tôi, mà ở đây giống như cho tôi một người mà trách nhiệm giữ một cái kho hay là một cái gì đi nữa thì nó, như cái nhà đi nữa thì nó rất là dễ, mà tôi mà quản lý hơn 40 em này thì đó đây nó là cái khó khăn về cái cách dạy các em ăn nói chuyện đã khó, giờ dạy cho các anh các em cách đạo đức sống làm người còn khó hơn nữa. Nhưng chính vì những cái khó khăn đó mà tôi phải cố gắng quyết tâm là có làm thế nào mà làm để giúp cho các em được tốt hơn. Vì tuy rằng nó khó nhưng mà cái đó là những cái khó mà có tôi mà phải vượt qua. Tôi muốn chinh phục được nó để mà lo cho các em, để làm được nhiều ích để cho các em sống sau này có ích cho xã hội, có ích cho bản thân mình. Đó là những gì mà tôi muốn. Và đang chăn trở đối với tôi thì là cái việc học của các em. Tôi luôn luôn mong lúc nào cũng các em cũng học cho tới nơi tới chốn, chứ không muốn mà các em phải lỡ dở nửa đường như tôi lúc nhỏ. Nên vì nhìn hoàn cảnh đó mà tôi luôn luôn lúc nào cũng mong muốn là mong các em luôn luôn cũng phải biết đi luôn luôn đi học. Thì ông bà ta thường có nói là có con chữ mới có tương lai. Năm 2012 thì đội nhóm Lân Sư Rồng thì được Hội Liên hiệp Thanh niên phường thành lập chi hội thanh niên. Thì sau khi hoạt động được 2 năm cũng với nhiều các hoạt động mình cũng hỗ trợ cho các bạn thanh niên trong nội lân, thì các bạn dần dà cũng tham gia các hoạt động tình nguyện của địa phương. Thì qua đó thì cũng bồi dưỡng để kết nạp đoàn cho các bạn. Thì từ đó thì năm 2014 thì phường mới thành lập chi đoàn của đội lân Long Nhi. Thì từ năm 2014 tới nay thì các hoạt động của chi đoàn thì đánh giá thì cũng khá là hiệu quả. Thì các bạn thì ngoài cái việc mà tập trung lực lượng để thể hiện được cái niềm đam mê của mình là tập lân, thì các bạn còn tham gia các cái chương trình từ thiện, thiện nguyện, công tác xã hội, đến thăm các mái ấm nhà mở, rồi các địa chỉ nhân đạo, v.v. Thì qua đó thì cũng nâng cao được cái nhận thức của các bạn thanh thiếu nhi của đội lân. Thì bên cạnh đó thì đoàn phường thì cũng vận động đoàn lân là giúp đỡ các bạn mà còn hạn chế về trình độ văn hóa, đi học các lớp giáo dục phổ cập, lớp đêm bên trường Trần Nguyên Hãn. Rồi cũng hỗ trợ các bạn các cái suất học bổng để các bạn có thể là đi học thêm, bồi dưỡng kiến thức cho mình. Thì đánh giá của đoàn phường là hoạt động của chi đoàn Lân Long Nhi là khá là hiệu quả, và cũng như là có thể là tập hợp được cái lực lượng thanh niên trên địa bàn phường. Mang phương châm dù trưởng thành trong môi trường hoàn cảnh đặc biệt, nhưng nếu mỗi người rèn luyện tính cách, lối ứng xử tốt thì mọi người sẽ không thể đánh giá tiêu cực về mình. Chính tình thương và nhiệt huyết của mình, Hưng đã cảm hóa và mang lại cuộc sống mới cho rất nhiều bạn nhỏ có hoàn cảnh không may mắn, giúp các bạn có niềm tin vào tương lai và ý thức sống đẹp.